Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Salmon & World Cafe số 5. Đây là chương trình định kỳ lên sóng 2 tuần một lần và chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để điểm qua những tin tức nóng nhất của Salmon & World cũng như cùng những nhân vật có sức ảnh hưởng bàn luận về những vấn đề được các nhà hiệu triệu quan tâm nhất. Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhé! Có lẽ điều được các nhà hiệu triệu quan tâm nhất hiện tại chính là tin tức về giải đấu eSports lớn nhất 2018, giải vô địch đấu trường thế giới. Hiện tại, vòng loại tại các khu vực trên thế giới cũng đang dục dịch khai đấu. Vừa qua, vào ngày 14 tháng 7, vòng loại online tại Mỹ cũng vừa chọn ra 4 nhà hiệu triệu để tham gia vào cúp châu Mỹ tại LA vào ngày 8 tháng 8 sắp tới. 4 cái tên sẽ bước vào vòng chung kết châu Mỹ đó chính là French Memory, DRMG Joseph, Tiger D và Thompson. Tại Hàn Quốc, vòng đấu loại online cũng sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7 để chọn ra tuyển thủ đầu tiên tiến vào vòng đấu thế giới. Và tại khu vực Đông Nam Á, vòng đấu loại theo thể thức online cũng chính thức lên sóng vào mùng 4 tháng 8 sắp tới với sự tham gia của 8 game thủ, trong đó có sự góp mặt của 2 game thủ đến từ Việt Nam là PP Spirit Moon và Mặt Nhăn hay còn gọi là Lưu Vũ. Giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Salmon & World Esports và đừng quên subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ những trận đấu gay cấn nhất của mùa giải 2018 và đặc biệt còn được nhận những phần thưởng thú vị từ Come To Us nữa. Cái này. Hôm nay, bản cập nhật quy mô lớn về Mekong Bang Hội cũng vừa ra mắt. Mekong của Tartarus đã chính thức khai mở. Các thành viên bang hội sẽ có 14 ngày để hiệp lực đánh bại Boss. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có thêm hệ thống thành tích bang hội đa dạng và level bang hội cũng được tăng lên đi đôi với quyền lợi của bang hội nữa. Ngoài phần thưởng từ Mekong, chúng ta sẽ có thêm phần thưởng điểm danh bang hội. Vậy nhiều phần thưởng như vậy thì biết tiêu ở đâu? Đừng lo, đã có cửa hàng pháp thuật bang hội với điểm đặc biệt là các vật phẩm xuất hiện tại cửa hàng của từng bang hội sẽ không giống nhau tí nào luôn. Ngay sau khi xem bản tin này, bạn hãy tiến vào mục bang hội và tìm hiểu những tính năng mới này ngay nhé! Nhân vật sẽ chia sẻ với chúng ta hôm nay chính là LKMan, người được mệnh danh là Thánh Lật Kèo với những màn lội ngược dòng không tưởng. Nếu theo dõi giải đấu Salmon & World Việt Nam Online Championship 2018, bạn sẽ không thể quên được anh chàng với đội hình không quá nhiều quái thú nhưng lại tiến đến vòng bán kết của giải đấu và cũng chính là người gây cho Spirit Moon không ít khó khăn trong trận bán kết. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với LKMan, biết đâu chúng ta sẽ khai thác được không ít thông tin và mẹo hay từ anh chàng này đấy ạ. Chúng ta đã kết nối được với cả LKMan rồi ạ. Xin chào bạn, rất vui được nói chuyện với bạn trong buổi talk show của Salmon & World số 5 ngày hôm nay. Mình là Ngọc, staff của Gaming Come To Us. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các khán giả ở đây được biết được không ạ? Chào Ngọc với chào mọi người. Mình là Hồng Lân. Mình hiện tại là chủ, mình là người đang chơi tài khoản LKMan. Hiện tại thì mình 28 tuổi và hiện tại đang là quản lý khách sạn ở sân bay á, ai thích thì cứ tới. Sở thích của mình này chắc chắn là chơi game, với đặc biệt thì mình thích thể loại nhập vai, RPG, cũng như là những game mà chơi hack não á. Cho nên đó cũng là lý do mình tìm tới Salmon & World. Thế bạn chơi Salmon & World được bao lâu rồi ạ? Và lý do gì mà bạn đến với Salmon & World ạ? Ngoài cái lý do mà nó hack não ra. Mình chơi Salmon & World cũng được 4 năm rồi. Thứ nhất là do độ chai hạt của game, độ khó của game á, cho nên mỗi lần mà mình có nản á, mình nghĩ là cái quãng đường mình mà cày một con nát lên, cày một con vét lên 6 sao nó cực quá, thế là phải tiếp tục chơi. Cái thứ hai là hình ảnh nhân vật rồi hiệu ứng kỹ năng rất là đẹp và với chiến thuật thì rất là đa dạng, mình có thể ứng dụng nhiều combo khác nhau, mọi trường hợp khác nhau. Mọi người biết đến bạn qua sự góp mặt tại giải đấu khởi động trong Salmon & World Arena Championship 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đến 2018 thì lại là giải đấu Việt Nam Online Championship và ở cả hai giải đấu thì bạn đều thu được hạng khá là cao và nổi tiếng với những pha lật kèo khó tin. Vậy liệu đây có phải là chiến thuật ngay từ đầu bạn nhắm tới khi xây dựng đội hình đúng không ạ? Nếu nói về chiến thuật ATA của mình đó thì đó kiểu như là một quá trình anh hành. Mình có thể gọi là xây dựng lên được một cái chiến thuật như vậy. Khi mà tướng á, và quái vật của mình á, và cũng như là rune á, của mình rất là hạn chế. Thì ở giai đoạn đầu khi mà bắt đầu có ATA á, thì
cái meta rất được ưu chuộng đó là Team Speed với Dam. Và với tướng, hai con tướng cực kỳ mạnh đó là Faith với Lucian. Mình cũng lúc đó mình cũng có thử theo cái meta theo Speed Dam, nhưng mà rune mình, Speed mình cực kỳ chậm cho nên cũng không theo được. Và lúc đó thì con Lydia của mình á, con bé tạo nên thương hiệu của mình á, Dark Bola, lúc đó hiện tại thì bộ skill vẫn là bộ skill cũ, chưa có được chỉnh sửa. Nhưng mà sau khi mà được fix lại á, được sửa lại skill á, thì mình có thử sử dụng Lydia và thấy nó cực kỳ hợp để phá cái meta lúc đó. Rồi lúc đó thì mình sử dụng Laika với Lydia, Speed thì cũng chỉ có không thôi, không có Speed gì hết. Và từ đó cũng là team slow của mình bắt đầu ra đời. Có thể nói là cái cách thi đấu đấy và chiến thắng đấy đã tạo động lực cho khá nhiều game thủ free to play trong Summoner War. Đội hình của bạn thì mọi người đều biết là không có quá nhiều quái thú, nhưng mà lại vẫn có thể làm ngao ngán rất là nhiều đối thủ mạnh. Vậy bạn có thể chia sẻ hoặc là bật mí một vài đội hình hữu ích cho các game thủ ở đây biết được không ạ? Đội hình hữu ích hiệu quả thì với mình khá là khó, thì mình khá là ít bét, ít quái vật. Nhưng nếu mà mình có thể chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng một cái team hiệu quả, quan trọng nhất thì vẫn là tướng. Tùy theo cái sở thích của bạn mà bạn chọn ra, theo mình là bạn đã chọn ra 3 con tướng chính để bắt đầu để xây dựng một cái team ATA. Trong đó thì mình nghĩ nên xây dựng, nên chọn 2 tướng hỗ trợ và 1 tướng gây đam. Rồi sau đó thì 2 con tướng còn lại thì bạn có thể chọn theo cái cách mà pick tướng ở bên địch. Rồi bước thứ hai chắc chắn là rune rồi. Rune thì cực kỳ là quan trọng luôn. Thì thường thì phần lớn mọi người sẽ cố gắng dồn rune vô những con tướng mà mình thích, nhưng mà theo mình nghĩ á, nó dồn rune vậy thì những con khác nó sẽ yếu đi. Thì thay vì dồn rune vô 3 con đó thì bạn có thể chia sẻ rune mạnh đều nhưng và speed cực kỳ ổn luôn. Speed nó theo cái combo của bạn thích á, thì cái team bạn nó sẽ chắc chắn sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thì mình đưa một cái ví dụ điển hình như là Bedraki là Heli Defy với Bastet. Thì phần lớn mọi người sẽ build Bastet cực kỳ nhanh và Raki sẽ đi sau để gây đam. Nhưng mà với mình á, thì mình sẽ build Raki đi trước Bastet. Và trong team mình thì Raki hơn Bastet 1 speed. Thì lý do mình build như vậy á, là vì skill 2 của Raki có thể gây ra trừ giáp tất cả bên địch và còn tăng attack 3 nữa. Thì cái với cái cặp đôi này là mình là cái cây chính để mình phá hiện tại cái meta rất là mạnh hiện nay, đó là Chiana với Vanquishify. Cái cặp meta mà gọi là bất tử luôn á hiện tại. Cái bước cuối để hoàn thiện cái team ATA á, đó là chuẩn bị những con tướng mà có thể thay thế khi mà bạn bị biết mất con tướng chính của bạn á. Thì với cái số lượng tướng của Summoner War hiện nay á, thì nó rất là đa dạng và mình nghĩ là bất kỳ con tướng nào cũng có thể thay thế cho nhau được. Mỗi con tướng nào sẽ có một thế mạnh riêng. Tiếp theo ạ, một câu hỏi hơi riêng tư một chút ạ. Liên dạo này thế nào rồi bạn? Ok ạ, nếu khán giả đây vẫn chưa biết thì Alkemen và Benene là tên trong game của Liên đúng không ạ? Là cặp đôi Summoner War rất nổi tiếng trong cộng đồng ạ. Và phải nói là một cặp trai tài gái sắc của Summoner War đấy ạ. Vậy bạn có thể chia sẻ một chút về thời điểm đầu các bạn quen nhau và những kỷ niệm gắn liền với cả Summoner War được không ạ? Thời điểm đầu là cách đây 1 năm. Tính ra thì tụi mình quen nhau cũng được gần 1 năm rồi. Thì tụi mình biết nhau qua một đợt offline của game. Thì sau cái đợt offline đó thì mình có về, mình kết bạn rồi mình rủ đi raid. Lúc đó cũng nhờ mình có hai team thì mình có thể kéo được Liên, kéo được Benene đi chung. Và cái hôm đó cũng hên lắm. Tại vì hạt Benene farm được khá nhiều cục Legend. Thì lúc đó nhờ farm được cục Legend cho nên hai đứa mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Nếu không thì chắc là hai đứa cũng chỉ có auto farm thôi. Tức là June Legend đã là kiểu ông Tơ Bằng kéo các bạn đến với nhau đúng không? Cũng có thể nói là như vậy. Thì sau đó thì hai đứa bắt đầu nói chuyện rồi đi chơi rồi hẹn hò rồi quen nhau. Cái với kỷ niệm của hai đứa với Summoner War thì cũng có nhiều lắm. Thì phần lớn á là Benene sẽ vui nhiều hơn là mình. Từ lúc mà hai đứa quen nhau á thì Benene sum rất là hên luôn. Sum ra được sum ra nát đắt lai có luôn là the ba e nè.
Simla, Simra, Zeroth nè, Zamir nè, Mô Long nữa chứ, toàn là những con mét mình thích không à. Trong khi mình thì Sim rất là nhỏ, mà ra nát thì ra nát, nhưng mà nát trùng không à, không vui nổi. Chắc là Benine cũng bận hơn nữa đúng không ạ, bởi vì mình nghe nói là Benine là tuyển thủ bắn súng đúng không ạ? Đúng rồi, hiện tại thì Benine đang đi thi đấu ở Hà Nội. Cho nên cũng, Hà Nội luôn à? Đúng rồi, vừa đi học rồi vừa đi thi đấu vừa tập, cho nên cũng ít chơi game, ít chơi thời gian chơi game. Thì tại ở season RTA sắp tới thì mình chuẩn bị một cái chiến thuật mới. Một cái chiến thuật mới. Một cái chat mới, một cái bẫy mới. Thì ở đầu mùa mình sẽ cố gắng test và hoàn thiện nó. Để có khi vào tới lúc mà có cái giải á thì mình sẽ lôi ra mình xài. Ok, thì nghĩa là bây giờ vẫn đang trong vòng bí mật ạ. Phải đến giải tiếp theo thì mọi người mới được biết đúng không ạ? Thế thì Ngọc cũng xin bật mí với cả Elkman một thông tin mà có nghĩa. Mình nghĩ là Elkman là người biết đầu tiên trong cộng đồng đấy ạ. Đấy là thông tin mà bên mình cũng vừa mới được nhận thôi. Là trong giải đấu vòng loại online Đông Nam Á này, chúng ta sẽ có hai game thủ sẽ tham gia thi đấu. Và game thủ đầu tiên chính là Spirit Moon. Và game thủ thứ hai là Icon thôi, tức là như kiểu một cái mặt nhăn ý ạ. Game thủ, bọn mình gọi là game thủ mặt nhăn. Tên của anh ý là mờ ngoặc này, nhỏ hơn, lớn hơn, đóng ngoặc. Hình như anh ấy là Lưu Vũ đúng không ta? Đúng rồi, bạn đoán đúng rồi đấy ạ. Chúng ta có đến hai game thủ và bạn là một trong những người biết đầu tiên. Bởi vì bọn mình còn chưa thông báo cho đến cả cái game thủ đấy nữa. Nhưng mà đến khi chương trình này lên sóng thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết rồi. Thế thì bạn có nhận định gì về khả năng vô địch của hai game thủ này không ạ? Với anh Lưu Vũ thì mình cũng không rõ lắm. Tại vì anh Lưu Vũ thì mình cũng ít gặp. Nhưng mà với anh Spirit Moon á thì mình nhận định là run của anh ấy cực kỳ khủng luôn. Và cái khả năng tùy biến của anh ấy nữa cũng rất là cao. Kinh nghiệm ấy cũng có rất là nhiều. Vậy cho nên khi mà lúc mình đánh với anh ấy, mặc dù mình đã sử dụng hết những cái bẫy mà mình có, cũng không thể qua được anh ấy. Chính bạn cũng đã gây ra trận thua đầu tiên cho Spirit Moon ngay từ đầu giải đấu đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hoàn toàn có hy vọng trong những giải đấu tiếp theo. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn ngày hôm nay và chúc bạn sẽ bớt nhọ hơn. Nhưng bạn đã chia sẻ là chúng ta sẽ có nhiều chiến thuật hơn nữa, khiến nhiều đối thủ nể phục hơn nữa đúng không ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào mọi người ạ. Và đừng quên những sự kiện đang diễn ra trong game để không bỏ lỡ những phần thưởng đặc biệt thú vị nhé. Ví dụ như từ nay đến 12 tháng 8, chỉ cần tiến hóa quái thú lên 4, 5 hoặc 6 sao, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng như đá mana, bí kíp huyền bí hoặc Rainbow Mon với sự kiện tiến hóa quái thú mới nhất. Hạn nhận thưởng của event mùa hè của Brownie Magician là 23 tháng 7. Nếu vẫn chưa thu thập phần thưởng khi đánh bại quái vật ngáng đường Brownie Magician thì đừng quên thời hạn này đó nhé. Đi kèm với bản cập nhật khủng lần này sẽ là gói cập nhật bang hội mới toanh và hấp dẫn. Mình sẽ không ngồi quảng cáo dài dòng đâu, chỉ nhắc các bạn là vào kiểm tra gói này ngay trong game thôi. Hôm nay cũng là ngày mà gói hiệu triệu vô song được thay thế bằng gói Devilmon. Đây cũng là gói giới hạn thời gian trong 7 ngày nên đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Summoner World Cà Phê số thứ 5 của chúng mình. Nếu có điều gì muốn bàn luận hoặc bạn muốn trò chuyện với khách mời nào trong số tiếp theo thì đừng ngại comment cho chúng mình biết nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình Summoner World Cà Phê tiếp theo.